Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng tay TechRay. Đó là Sky i6 này của mình. Thì về pin thì nó dùng 40 pin con thỏ này, thì mình dùng pin sạc này cho tiện, để mỗi lần chơi xong thì sạc lại, đỡ phải mua pin con thỏ. Đây là Sky i6 RX IA6B. Đây là RX 6 kênh không? Có loại là 10 kênh nữa. Thế có tay là i6X ấy, thì nó cũng là 10 kênh. Cái này thì các bạn cũng có thể mốt lên 10 kênh nha, mình cũng chưa làm. Rồi, trước tiên giới thiệu số qua về các kênh này. Đầu tiên đây là kênh ga này, gọi là kênh số 3. Mình sẽ ga lên số như này. Đây là kênh số 4, lái sang hai bên. Thường chơi cánh bằng thì mình sẽ cái này là ga này, kênh 3 là ga, kênh 4 là lái cái bánh lái trước của cái càng đáp ấy. Đây là kênh 1 này. Đây là kênh 2 này. Đấy, ở hai này là 4 kênh rồi. Đây một kênh nữa là SWA này, SWB, SWC, SWD này. Là 4 kênh nữa là 8 kênh. Hai này nữa là 10 kênh này. Trong một tay này mình có thể dùng tất cả 10 kênh này. Tuy nhiên là nó một lúc thì chỉ dùng được tổng cộng là 6 kênh thôi. Nhưng tất cả cái này đều là kênh mà đều có thể dùng được. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn setup. Đây, nó sẽ gồm có 4 cái nút này. Nút OK này, nút Cancel này, Up, Down này. Cái nút này để mà pin với RX này. Đây là công tắc nguồn của nó. Đây là cái nút tinh chỉnh này, để mà khi các bạn tinh chỉnh khi mà máy bay nó không cân bằng. Đây là cái để mà móc cái dây đeo tết vào. Anken nó thì nó giấu bên trong rồi, chỉ để ngắn thế này thôi. Về đằng sau là có một cái rắc đây để mà các bạn cắm dây vào và kết nối vào máy tính để mà vậy tập sim trên máy tính đó. Cái này thì nó bé hơn con M6C nhưng mà nó chắc chắn và nặng rất là nhiều. Cái stick này nó cũng mượt hơn và nó nặng, cảm giác nó không bị lỏng lẻo như tay M6C. Nói chung là giá nó cũng gấp đôi nên là cũng khá là ngon hơn. Tiếp theo là đến RX này, thì các bạn có thể để ý đây, nó có CH1, CH2, CH3, 4, 5, 6 này, 6 kênh này. Trên này là kênh để mà pin này. Nó có thêm hai cái này nữa, mình cũng không biết là kênh gì. Đó, nó có hai anten này. Về bộ này bây giờ giá mới khoảng cả hai cái này là khoảng tầm hơn 1 triệu. Cái này là mình mua cũ cũng lâu lắm, nhưng mà đến giờ vẫn dùng ngon, không bị lỗi lầm gì. Song sánh thì vẫn ok. Tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng này. Trước tiên là mình sẽ lấy một con motor test thử Dongxingwe 2212 450kV SC Skywalker 40A và mình sẽ lấy 2 con servo. Mình lấy 2 con của cái tay an các bạn. Bộ phụ kiện này, à một viên pin 3S này. Đó, phụ kiện của chúng ta sẽ có pin này, XC này, motor này, hai con servo này, TechRay này. Đây là những đồ điện cơ bản nhất của để mà chế với chiếc máy bay cánh bằng. Đây là đồ cũng khá là ok bởi vì cái tay này dùng rất khá là ổn này, hơn tay M6C nhiều. XC Skywalker thì nó sẽ bền hơn. Motor này thì cũng tốt hơn motor vàng, nó sẽ không bằng được nhóm Sunny Sky. Servo này hình như có là nhôm kim loại này, cái tốt hơn servo xanh. Pin thì đây là pin có pin trọng hoạt, mình mua mấy năm rồi giờ vẫn bay được ngon. Nó chỉ hơi phồng ở bên này thôi. Nếu các bạn có điều kiện thì có thể mua pin Tattoo này, nhưng mà các bạn sẽ mua 22.300mAh đấy, nó 3S đó. Nó sẽ ngon hơn pin này rất là nhiều. Bộ đồ điện qua một bên thì trước tiên là mình sẽ hướng dẫn các thông số trên màn hình test này đã. Trước tiên các bạn sẽ gạt công tắc lên này. Đây, nếu như mà các bạn mà bật nó lên này này, có cảnh báo này là tất cả các nút chưa về vị trí ban đầu, thì các bạn sẽ phải chỉnh lại. Đây là cái nút này của mình sẽ phải đẩy lên. Cái gạt cái cơ này nó chưa xuống hết. Đấy, thì làm sẽ được.
Trước tiên để mà mở menu của nó thì các bạn sẽ nhấn giữ nút OK này. Cái bên à, mình dùng up down để di chuyển hai cái thông số này. Cái này là bên cài đặt này thì mình sẽ giới thiệu sau. Trước tiên là mình sẽ dùng cái hình này trước. Các bạn ấn OK. Model select, các bạn ấn OK mình. Và nó có các thì loại bay này. Đây là bay máy bay trainer này. Những cái này là do mình setup thôi. Nó có các mẫu này để mà phù hợp với các máy bay khác nhau thì các bạn sẽ setup từng cái một. Đây là tổng cộng là 21 cho các bạn setup 20 con máy bay khác nhau. Là mình đang dùng cái mẫu 1 mình đặt tên luôn của mình đây. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn đặt tên luôn. Nếu như các bạn là muốn chọn model 2 các bạn sẽ nhấn giữ nút cancel nó sẽ lưu. Đó. Nhà mình sẽ để model 1 model 1 nhấn giữ nút. Tiếp theo phải đặt tên nữa. Đây mình đặt tên của mình ấy, TOAN1810 ngày sinh. Thì các bạn muốn đặt thì các bạn cứ di chuyển hai nút up down rồi chọn cái những cái ký tự nào mà nó có xuất trong đây các bạn muốn đặt tên là được. Đó. Đây thử đặt là mình đang hướng dẫn các bạn setup cái tên này. Ví dụ mình được mình set chữ KCD nhé. Cái này không có chữ K viết hoa. À đây có rồi. Nó viết được cả số này, viết cả ký hiệu này. Các bạn có thể tao thoải mái lựa chọn. Đặt tên cho các model này. K này. CD. Rồi. Thì thế này lại đặt số đặt này rồi mặt cười 10. OK mình sẽ đặt tên như này. Các bạn nhớ là muốn lưu lại phải nhấn giữ nút cancel này. Đó. Yeah, thoát ra ngoài đây tên đây KCD cười 10 này. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp. Cái này là à, quên. Đây cái này là chọn một chế độ bên này, đã chọn model này. Tiếp theo này là cài đặt model này. Các bạn có thể lựa chọn từng model từng loại máy bay khác nhau này. Đây trực thăng này. Đây, mình cũng không hiểu cái này lắm. Sơ quát này là cái gì mình cũng không biết đâu. Đó nó có những cái chế độ như này. Airplane này. Tiếp theo là đến copy, các bạn có thể copy hai model này cho từ từ model 1 sang model 2 nó giống hết nhau để mà không phải cài đặt lại. Đây, reset lại cái model cho về mặc định này. Cái RX này. À đây. Cái này là RX battery này, pin của RX này. Nó sẽ thông báo này, mình cài mức thấp là 4V. À, chuông báo là 4.2V rồi, cao là 5V. Đây, hiện thông số pin của TX đang là 4.98V này. Cái này cũng chả quan trọng lắm các bạn. Chủ yếu là phần cài đặt này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến phần cài đặt này. Receiver này, các bạn là đảo ngược các kênh này. Ví dụ kênh 1 là thế này nha, mình đang ngược thế này. Servo đang lái lên, mình đảo ngược lại này thì servo nó sẽ lái xuống. Tí mình sẽ đây mình sẽ kết nối và dùng thử luôn. Nhớ sẽ phải cắm đúng chiều âm dương của cái RX này. Hướng về mình đây này, hướng về mình đây là cái dây tín hiệu.
Đó, cái mà nó sẽ kết nối nó tít tít một cái đó. Bây giờ mình sẽ cắm servo vào. 1, 2. Servo thì các bạn cũng cắm đúng cái chiều về tín hiệu màu vàng này ra ngoài là như vậy là được. Kết nối là motor. Khi mà cắm motor thì nó sẽ kêu. Đây, nó kêu như này tức là mình chưa setup đầu cuối cho nó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn setup đầu cuối luôn. Khi mà nó nháy liên tục như này tức là nó đang chưa setup đầu cuối thì đầu tiên là các bạn sẽ gạt X lên hẳn lên trên như này. Sau đó mình sẽ bật công tắc lên. Nó tít tít đấy. Các bạn chỉ cần nó không là gạt. Ví dụ đầu tiên là cho thấp nhất này, xong mình sẽ gạt đến cao nhất, xong kéo xuống là được. Đây, đang nói đến cái độ chiều này. Đây là mình đang mix 2 servo lại. Thì giờ mình sẽ bỏ cái mix 2 servo đã. Nãy mình nói nhầm, thế này mới là cái 1 này. Còn thế này là cái 2. Đây, ví dụ mình đang lái sang bên này, servo gạt sang phải đây. Các bạn ấn này xuống. Đấy, thì nó lại thành sang bên ngược lại. Đó, nó là đảo chiều kênh 1. Tiếp theo là các bạn ấn OK, nó sẽ chuyển sang kênh 2. Mình sẽ đảo chiều kênh 2 các bạn xem. Đấy, gạt lên thì đang sang phải. Đấy, gạt lên lại là sang trái. Còn cái này thì các bạn sẽ không đảo chiều cho mình bởi vì nó kênh ga. Đây, khi các bạn đảo chiều phát này, nó có thể gạt ngược hẳn lên trên này. Nên là kênh 3 thì các bạn sẽ không nhớ là không được đảo chiều kênh 3. Tiếp theo đến kênh 4. Đây mình lấy thêm servo rồi. Đây kênh 4 đây. Gạt trái là đang sang trái này. Đó, lại sang phải. Lúc đảo chiều ấy thì chỉ có vậy thôi. Tiếp theo là đến endpoint, tức là điểm cuối này. Thì các bạn có thể setup. Đây mình bay cánh bằng mình mới chơi nên là mình setup cái góc lái nó chỉ hai cây bánh lái chỉ có 80% thôi. Các bạn quen các bạn có thể cho lên 100% hoặc cái này tối đa là 120 cơ. Đó, mình xem lại. Các bạn thấy khi mình để 80 nó chỉ được cái này nha. Mình sẽ tăng lên cho các bạn xem. Đó, nó đang xê dịch đấy. Mắc là được 120 rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ mình sẽ để 80 bởi vì mình mới chơi. Còn kênh 3 mình lúc nào 100% rồi. Những cái này thì mình chưa dùng đến nên mình chưa cài đặt. Thế là đến Deep Play. Cái này là nó hiển thị thôi, cũng không có gì. Hiển thị các kênh thôi. 5, 6 ấy. À đây đây. Cái là cài đây cái tích này mình có 4 kênh này là cố định rồi. Còn thêm được kênh 56 các bạn có thể cài đặt từ cái ABCD này. Hoặc là cái này VRA VRB đều được hết. Đây ví dụ kênh 5 đang là SWC là cái này. Đây mình có thể đổi từ C này thành D này. Đó từ đầu tiên là có thể hủy bỏ luôn không dùng. Và đến kênh VRA là kênh này, đến VRB này, SWA này, SWA đây, SWB này, SWC này, SWD này. Đây mình sẽ cài ở VRA đi. Và VRA thì ok. Kênh 6 cũng như vậy thôi, cũng từ VRA, BCD cho đến từ 0 đến SWD là max. Mình sẽ cho VRB đi. Các bạn nhớ lưu là phải giữ nút cancel này. Không nhiều bạn không biết này. Không biết tại sao nó không lưu được. Đấy, nó tiếp một cái là được. Đây các bạn xem. Cái này khá là hay này. Nó sẽ lái kiểu này cơ. Nó hiểu kênh ga đấy. Đó. Còn những kênh này thì là như công tắc bình thường thôi. Có 2 triệu thôi. Nhờ thêm được cái kênh SWC này là có một cái công tắc ở giữa và hai cái hai bên này. Đó.
Các bạn có thể tùy chỉnh theo từng cái ý thích của mình không? Và phù hợp với các loại máy bay riêng của mình. Đó. Mình thì mình sẽ để là C với cả B đi. Tại vì mình cũng không dùng đến, nên mình để nặng được. SWC này, SWB này, SWC and so. Rồi tiếp theo đến subsume này, là cài đặt cân bằng lại mình lại đấy. Đây mình đang để tất cả đều chính giữa này. Ví dụ là đây, ví dụ cái kênh này, cái kênh 1 này nó đang bị lệch đây đúng không? Các bạn có thể cài đặt nó. Mình cài ngược mỗi bên. Cái này thì mỗi lần cài chỉ được một ít thôi nên là các bạn hơi khó nhìn. Về mình thì mình thường sẽ tháo luôn cái arm servo ra, mình chỉnh lại cho nó cân. Đây, nói chung là chỉnh cân bằng các cái bánh lái thôi. Đây, các bạn sẽ quan tâm cả mình cái mic này nữa. Đây các bạn có thể mic được kênh 1, 2 này. Nó có tất cả 3 chế độ mic. Các bạn có thể mic các kênh bất kỳ với nhau ở đây. Nhưng mà thường thường chúng ta sẽ mic kênh 1, 2 Elevone để mà chơi cánh bằng này. Đây khi mình đang off thì là hai kênh này nó lái độc lập, hai servo lái độc lập. Khi mình bật up nó lên là nó on này. Đó, hai servo sẽ lái một lúc. Khi mà chơi cánh bằng thì mình sẽ phải bật cái Elevone này lên. Đây, mình sẽ lưu luôn. Phê tai. À, đây là có cả cái chế độ nữa. Linh tinh nữa. Đây, chế độ bay bình thường này. Bình thường này, chế độ support này. Còn đây là nhiều cái khóa an toàn của ga sao ạ? Thấy giúp mình thử đây. Đây là cả kênh D là khóa ga này, ví dụ các bạn ga lên này. Đây cái throat hole này, cái cuối cùng này là khóa ga này. Các bạn xem đây, mình đang cài khóa ga là cái kênh D này. À, khóa ga của nó mặc định là cái kênh này. Thì các bạn khi các bạn gạt cái cần này xuống này, các bạn ga bao nhiêu nó cũng sẽ không chạy. Khi các bạn gạt lên này, nó sẽ chạy này. Đây là đang bật này, các bạn sẽ ngược lại. Off thì là các bạn có gạt lên gạt xuống nó vẫn chạy. Thì các bạn sẽ phải bật on lên cho nó an toàn. Để mà mình lúc chơi cái mình sẽ gạt cái kênh này xuống này. Thì nhớ mà có chạm vào đây thì là nó cũng sẽ không quay anh quạt, không gây nguy hiểm cho mình được. Đó. Đây, chủ yếu thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Là những cái cơ bản mà các bạn có thể chơi được cánh bằng rồi. Mình giới thiệu sơ qua rồi. Đây. Pin TX này. 4.86, 4.85, pin RX 5.08. Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu các bạn chi tiết cách sử dụng cái tay FlySky E6 này để mà chơi cánh bằng rồi. Còn những cái mốt khác thì mình cũng chưa tìm hiểu nên mình cũng chưa giới thiệu được. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Chào tất cả các bạn.